Xin kính chào quý vị và các bạn. Protein là một hợp chất rất cần thiết đối với sức khỏe của con người. Chúng ta nên bổ sung protein hàng ngày. Vì vậy, hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn cái clip về protein trong mỡ bò. Mỡ động vật chứa trong mô mỡ và nội tạng của động vật. Mô mỡ được tạo thành từ mô liên kết hình lưới xốp cùng với lượng lớn tế bào mỡ. Trong cấu trúc của tế bào mỡ, giọt mỡ chiếm thể tích lớn nhất. Nhân và các thành phần khác phân bố ở phần rìa của tế bào mỡ cạnh càng liên kết, lượng mô mỡ, vị trí tích lũy, màu sắc, mùi vị và tính chất khác tùy thuộc vào loại giống, tuổi, giới tính, mức độ béo của con vật và điều kiện nuôi dưỡng. Thịt bò có chứa một lượng chất béo khác nhau, cũng được gọi là mỡ bò. Ngoài chất béo làm tăng hàm lượng calo của thịt đáng kể, lượng chất béo trong thịt bò phụ thuộc vào tuổi, giống, giới tính và thức ăn. Sản phẩm thịt chế biến, chẳng hạn như xúc xích và salami có xu hướng chứa nhiều chất béo. Thịt có hàm lượng chất béo thấp thường được gọi là thịt nạc, khoảng 5-10% chất béo. Thịt bò là thành phần chủ yếu, chất béo bão hòa và không bão hòa đơn. Với một lượng tương đương, các axit béo chủ yếu là axit stearic, axit oleic và axit palmitic. Thịt bò có chứa một lượng chất béo khác nhau, chủ yếu là bão hòa và không bão hòa đơn, đóng góp đáng kể vào tích trữ năng lượng. Một phần của hàm lượng chất béo của thịt bò được tạo thành từ chất béo trên, bao gồm cả axit linoleic liên hợp. Chất béo được liên kết với một số lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như mất trọng lượng. Nói chung, mỡ bò là một loại mỡ không tốt, không đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và mùi vị cũng không được thơm ngon. Trong mỡ bò có axit mỡ bão hòa cao nên khi ăn mỡ bò vào sẽ làm cho hàm lượng cholesterol trong máu người tăng lên. Vì vậy, chúng ta không nên ăn mỡ bò để tránh mắc những bệnh nguy hiểm và đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Tôi vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn về clip protein trong mỡ bò đối với sức khỏe con người. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.